Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi khóa học 10 11 với nội dung của buổi học số 7 phản ứng hạt nhân và bài toán liên quan. Trước khi nghe triển khai về phần bài toán liên quan thì chúng ta ôn lại một chút về một số vấn đề lý thuyết của phản ứng hạt nhân. Thứ nhất, đó là chúng ta nghiên cứu về sự phóng xạ. Vấn đề này chúng ta sẽ nhắc lại hai cái vấn đề chính. Thứ nhất là hiện tượng phóng xạ. Thì như chúng ta đã biết, hiện tượng phóng xạ được phát hiện ra năm 1896 và chất phóng xạ phát hiện đầu tiên đó chính là urani, sau đó đến nguyên tố poloni và radi. Trên thực tế, trong tự nhiên chỉ tồn tại khoảng 21 nguyên tố thuần khiết. Đó là những nguyên tố mà chỉ có một giá trị về số khối như là fluorine, sodium, aluminium, phosphorus, vân vân. Và các nguyên tố còn lại á thì đều có hai hoặc nhiều đồng vị. Và hiện nay người ta đã tìm ra khoảng là 300 đồng vị bền và trên 1.400 các đồng vị phóng xạ. Thứ hai, đó là thành phần của tia phóng xạ. Thì tia phóng xạ bao gồm có các loại sau. Một, đó là các hạt mang tính dương, người ta gọi nó là hạt alpha, tia alpha. Đó chính là các hạt helium, đồng vị helium 24. Thứ hai, đó là các hạt mang tính âm, gọi là beta. Đây chính là chùm electron. Tia beta này có hai loại, đó là beta trừ và beta cộng. Và loại thứ ba, đó là các hạt gamma. Đó chính là dòng photon có năng lượng cao. Và ký hiệu của cái dòng này chính là N01. Thứ hai, đó là chúng ta tìm hiểu về nguyên tố phóng xạ. Nguyên tố phóng xạ là gì? Nguyên tố phóng xạ là nguyên tố mà các đồng vị đều không bền. Hạt nhân của chúng tự phân rã, biến đổi thành hạt nhân của nguyên tố khác. Ví dụ, như ta lấy trường hợp của urani đồng vị 92238 thì nó sẽ phân rã thành thoi 90234 và heli 24. Tương tự như vậy trong trường hợp nguyên tố radi. Đấy, đó là cái nguyên tố phóng xạ. Như vậy trong trường hợp này là đồng vị urani 92238 hoặc là đồng vị radi 88224 thì người ta gọi nó là nguyên tố phóng xạ. Đó là các bạn lưu ý. Thứ ba, đó là chúng ta tìm hiểu về phản ứng hạt nhân. Vậy cái khái niệm về phản ứng hạt nhân, phản ứng hạt nhân là phản ứng làm thay đổi hạt nhân của nguyên tử các bạn nhé, làm thay đổi hạt nhân của nguyên tử. Như vậy thay đổi hạt nhân nguyên tử của nguyên tố này thành hạt nhân nguyên tử của nguyên tố khác và giải phóng ra tia phóng xạ. Như trường hợp là của tia alpha là heli 24 hoặc là tia beta trừ là e trừ 10, beta cộng e cộng 10 và hạt photon, hạt gamma là 01. Có một cái điều mà các bạn phải chú ý cái chỗ này, đó là trong phản ứng hóa học các chất biến đổi thành chất khác nhưng nguyên tố hóa học không thay đổi. Thầy lấy hai cái ví dụ để các bạn thấy là đối với cái phản ứng thứ hai là Zn cộng HCl thì tạo thành ZnCl2 cộng H2. Đây là một phản ứng hóa học thông thường thì nó biến đổi thành chất khác nhưng không thay đổi nguyên tố hóa học. Còn ở đối với phản ứng thứ nhất này thì các bạn, đây là phản ứng hạt nhân, phản ứng phân rã phóng xạ, thì các bạn thấy là nó có thay đổi biến đổi về hạt nhân nguyên tử thành hạt nhân nguyên tử của nguyên tố khác. Đấy, đó là cái mà chúng ta phải lưu ý ha, lưu ý để nắm bắt cho nó chính xác. Thứ hai là và phản ứng hạt nhân gồm những loại nào, những loại nào. Phản ứng hạt nhân có thể được chia làm hai loại cơ bản sau. Loại một, đó là phản ứng tự phân rã. Đây là phản ứng đối với các nguyên tố có số hiệu nguyên tử Z lớn hơn hoặc bằng 83. Ví dụ, poloni có thể tự phân rã thành astatin và
giải phóng ra hạt alpha, xin lỗi, hạt beta đó, đây là hạt beta trừ. Và loại thứ hai đó chính là phản ứng có sự tương tác, có sự tương tác. Như vậy là các bạn thấy là cái phản ứng mà tự phân rã này các bạn này, phản ứng tự phân rã và phản ứng có sự tương tác đó, để các bạn nhìn vào cái thành phần của bên chất tham gia thì các bạn phân biệt một cách dễ dàng đúng không? Có tương tác nghĩa là phải có một cái chất khác tương tác vào, tương tác vào đấy, đó là cái mà chúng ta phải lưu ý. Vậy thì cái vấn đề đặt ra là chúng ta viết các phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình phân rã, hay nói cách khác đó là viết phản ứng hạt nhân, thì chúng ta cần phải chú ý những vấn đề gì? Chú ý những vấn đề gì? Thứ nhất là để viết đúng phản ứng hạt nhân thì cần đảm bảo các nguyên tắc sau. Nhắc lại các bạn là cần đảm bảo hai nguyên tắc cơ bản sau. Nguyên tắc thứ nhất là tổng điện tích các hạt tham gia phản ứng luôn luôn bằng tổng điện tích các chất sản phẩm. Và thứ hai là tổng số khối các hạt tham gia phản ứng thì cũng bằng tổng số khối các hạt sản phẩm. Như vậy là ta đưa ra một cái phương trình tổng quát đồng vị XZ1A1 cộng với đồng vị YZ2A2 để tạo thành đồng vị RZ3A3 cộng với đồng vị MZ4A4. Thì lúc này các bạn chú ý là tổng điện tích các hạt tham gia phản ứng bằng tổng điện tích sản phẩm, tổng số khối các hạt tham gia phản ứng bằng tổng số khối sản phẩm. Như vậy, tổng số khối các chất tham gia phản ứng là A1 cộng A2 thì bằng tổng số khối của các chất sản phẩm là A3 cộng A4. Tương tự, tổng điện tích là Z1 cộng Z2 là của chất tham gia phản ứng bằng Z3, Z4 là của các chất sản phẩm. Đấy, đó là các bạn lưu ý cho cái nguyên tắc. Nếu như ta nắm đúng cái nguyên tắc này thì cái việc viết phương trình của phản ứng hạt nhân nó tương đối là đơn giản thôi. Và để tính toán các bài toán liên quan đến phản ứng hạt nhân thì chúng ta dùng các cái phương trình tương ứng. Như vậy chúng ta sẽ nghiên cứu sang mục thứ năm, đó chính là định luật phân rã phóng xạ. Thì để giải quyết các bài tập liên quan như là đi tính cái thời gian, tính thời gian niên đại, tức là thời gian tồn tại của một cái đồng vị nào đó trong khoảng bao lâu chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái công thức người ta gọi nó là phương trình đồng học. K bằng 1 chia T ln của N0 chia NT với cái giá trị NT bằng, có thể áp dụng công thức là bằng N0 nhân E mũ trừ KT. Và trong cái công thức K bằng 1 chia T ln của N0 chia NT thì ta biết được là K chính là hằng số phóng xạ, N0 chính là số hạt nhân chất phóng xạ ban đầu các bạn nhé, chất phóng xạ ban đầu với trong tại thời điểm T bằng 0, và NT là số hạt nhân còn lại thả tại thời điểm T, tức là cái thời điểm đang xét. Như vậy khi chúng ta mà biết được ba cái giá trị K, N0 và NT thì chúng ta sẽ tìm ra giá trị T chính là cái thời gian giờ để phân rã một cách rất là dễ dàng đúng không? Đó là cái mà chúng ta phải 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 để ý. Thứ hai đó là chu kỳ bán hủy. Vậy chu kỳ bán hủy là gì? Nó cái thời gian á, thời gian để lượng chất ban đầu là N0 này mất đi một nửa thì được gọi là chu kỳ bán hủy hay là chu kỳ bán rã. Ví dụ như là 10 gram mà cái thời gian để nó phân hủy đi 5, tức là còn lại 5 gram, tức là mất đi một nửa, thì nó gọi cái thời gian mà từ 10 gram về 5 gram đó người ta gọi nó là chu kỳ bán hủy hay là chu kỳ bán rã. Đó. Và chúng ta có công thức tính toán liên quan. Công thức tính toán liên quan đó là T 1 phần 2, chu kỳ bán hủy T 1 phần 2 thì bằng ln 2 chia K. Bấm máy ra ln 2 ta được một giá trị là 0,693 chia K. Vậy thì từ cái công thức này các bạn, nếu bài toán cho chu kỳ bán hủy thì chúng ta sẽ tìm được K chính là hằng số phóng xạ. Có giá trị K chúng ta thay vào ha. Cái thời gian là đi tính nhìn lại. Tính nhìn lại thì các bạn cái chỗ này các bạn để ý, nhìn lại tức là gì? Đó là xác định thời gian tồn tại theo phương trình đồng học. Vậy thì T ở đây ở trên cái phương trình
chu kỳ bán hủy này, ta sẽ tìm được K, ta thay K vào cái công thức T là 1 chia K này, lin N0 chia NT, ta thay vào cái chỗ giá trị này, ta bấm máy tính thì ra được T. T chính là thời gian phân hủy và nó cũng chính là thời gian tồn tại của nó, của một cái đồng vị nào đó. Đấy, đó là cái mà chúng ta phải một cái vấn đề thầy có ôn lại một số cái vấn đề về lý thuyết của phản ứng hạt nhân. Và chúng ta sẽ đi sang mục thứ hai B lớn, đó chính là bài tập vật lý. Bài 1: xác định số khối và điện tích hạt nhân của x trong các quá trình sau. Thì ở đây các bạn thấy này, tất cả những cái trường hợp, từng trường hợp, ví dụ giả sử như là câu A đi, giải quyết cho câu A đi, thì lúc này ở câu A này chúng ta đi đặt này cái x khỏi chấm chấm này. Bây giờ ta cứ tất cả những cái x khỏi chấm chấm này các bạn, là ta chính là thành là x số khối là z, số hiệu nguyên tử là z, số khối là a đi ha. Cứ mỗi một một câu, tất cả bốn câu này chúng ta đều có là x khỏi chấm khỏi chấm. Bây giờ ta cuối khỏi chấm là a đi. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có được câu a này các bạn, câu a ta sẽ có được là na 11 23, nó thành là một cái hợp chất là xza đúng không, xza cộng với e cộng 10. Vậy thì lúc này theo cái nguyên tắc của phản ứng hạt nhân thì ta chưa biết được là tổng số khối thì bằng tổng số khối, đúng không, điện tích thì bằng tổng điện tích. Như vậy ta sẽ có được hai cái vấn đề các bạn, số khối bằng số khối, tức là ta sẽ được là 23 bằng a cộng 0, và ở phía dưới thì ta sẽ có được là 11 thì bằng là z cộng 1. Như vậy ta sẽ suy ra được là cái trường hợp này ha, trường hợp này ta sẽ có được là a bằng 23 ha, a bằng 23 và z thì bằng 10. Z bằng 10 là của nguyên tố neon. Vậy thì ở đây ta sẽ có được cái phương trình lúc này thay cái anh này thôi, ta thay cái này này. Thay cái này chính là bằng neon là 10 và 23. Đấy. Tương tự như vậy cho các ví dụ ở câu B, câu C và câu D. Thì ở đây các bạn thấy là ví dụ như là câu B đi. Câu B là 17 với trừ 1, ở đây là sẽ là 16 này các bạn. 16, đúng không? 35 với 0, cộng 0 thì ở đây là bằng 35. Mà 16 này chính là sunfua S. Như vậy ta sẽ được là S1635. Rồi tương tự như vậy là 28 trừ 1 thì cái này là 27 này. 27 này. Rồi 63 trừ 0 là 63. Như vậy là mà 27 này sắt là iron là sắt 26 coban CO đó. Và tương tự ở câu D, 4 trừ 1 thì anh này là 3 các bạn. 4 trừ 1 là 3, 9 cộng 0 là 9. Như vậy là 3 chính là lithium. Đấy, đó là cái câu A. Thì đối với cái bài toán xác định ở đây thì số hiệu số khối, số hiệu nguyên tử, điện tích hạt nhân. Như vậy đây là điều như anh này là điện tích hạt nhân là hỏi chấm này này. Hỏi chấm là 10, tức là cả điện tích hạt nhân là cộng 10. Rồi điện tích hạt nhân là cộng 16, điện tích hạt nhân là cộng 27, điện tích hạt nhân là cộng 3, còn phía trên là số khối, đúng chưa? Đó là cái nội dung của cái bài tập số 1. Các bạn hiểu chứ? Hiểu không? Hiểu không nào? À ok. Rồi, vậy bây giờ ta sang bài tập số 2. Bài tập số 2 là hoàn thành các phương trình phản ứng hạt nhân sau. Hoàn thành các phương trình phản ứng hạt nhân sau. Thì đến đây chúng ta sẽ có
cái trường hợp mà cũng sử dụng cái phương pháp giải bài tập bình thường của phản ứng hạt nhân, tổng hạt nhân thì là tổng ha, tổng điện tích là tổng, tổng số khối là tổng. Như vậy ở đây ta chưa biết cái anh này các bạn, những cái hỏi chấm này này, như vậy ta cứ xem như là những cái hỏi chấm này, ta đặt đặt những cái hỏi chấm này đi các bạn, đặt những cái hỏi chấm này là một cái nguyên tố x với số khối là z, số lượng nguyên tử là z và số khối là a. Vậy thì ở đây ta sẽ có được là thay cái này là x vào đây với câu a này. Vậy bây giờ đối với câu a, ta sẽ có được là cái phương trình tương ứng là câu a là n7 14 cộng với là n01, thì ở đây ta sẽ tạo thành ở đây là x z a cộng với là h11 đấy. Vậy thì ở đây theo định luật bảo toàn thì hay là quy tắc của phản ứng hạt nhân thì ta sẽ có được là các giá trị số khối là 14 cộng 1 thì là bằng a cộng 1, rồi 7 cộng 0 bằng z cộng 1. Như vậy từ đây ta suy ra là a thì bằng 14 và z thì bằng 6. Bằng 6 này ứng với là c các bạn. Như vậy cái đồng vị của chúng ta chính là đồng vị C. Z bằng 6 là C6, A bằng 14 là C6, H14. Như vậy từ đây ta sẽ suy ra được là cái phương trình đầy đủ ha. Như vậy ở đây ta sẽ có được là cái đồng vị này là C6 14. Và cái này ta thay ngược trở lại cái phương trình chỗ này các bạn. Thay ngược là vào cái phương trình chỗ này là C6 14 thì chúng ta sẽ được được cái phương trình. Tương tự ở câu B thì có một cái chú ý là câu B của chúng ta thì ta vẫn đặt như vậy ha, ta vẫn, nhưng mà lúc này ta sẽ được là x z a, x z a thì ở đây nó sẽ tạo thành là Neptune ha, 293239, 93239 cộng với là PA 91 239 đấy. Thì các bạn ở đây ta sẽ có được là giả sử như là số hiệu nguyên tử z đi, vì về cái phần điện tích này ta sẽ có được là z mà bằng bằng là 93 cộng 91 thì là bằng 184. Cái anh này là loại các bạn, loại. Lý do là hiện nay trong bảng tuần hoàn chúng ta mới sử dụng đến 106 nguyên tố thôi. Như vậy Z tối đa hiện tại chúng ta sử dụng chỉ là 106, mà ở đây là Z 184 thì cái điều này là vô lý. Như vậy chúng ta loại. Từ đây chứng tỏ một điều là ở cái phần x ở đằng trước này không phải chỉ có một mà là có hai nguyên tử x thì lúc này ta sẽ có được là hai lần x ZA thì nó tạo ra được là NP93239 cộng với PA 91239 đấy. Vậy thì ở đây ta được là 2 nhân z là 2z. 2z thì bằng 93 cộng 91. Từ đây ta suy ra z bằng 92. Như vậy nó ứng với nguyên tố là uranium. Và cái đồng vị của chúng ta xác định ở đây chính là U 92 và 239. Ở đây ở trên này ta có được là 2 nhân A bằng 239 cộng 239 thì A bằng 239 thôi. Được chưa nào? Như vậy ở đây ta sẽ thay cái ở phía đằng trước này chính là bằng hai lần uranium của 93 239 đấy, ok chưa? Vậy tương tự câu 3 cũng thế thôi các bạn, 94 cộng 96, câu 3 này 94 cộng 96, mà 94 cộng 96 thì lúc này là không 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 là ra tới một trăm mấy là không được rồi, một trăm mấy là không được rồi. Vậy thì lúc này ta cũng vậy thôi, ta sẽ là đấy chia đôi, nó cũng là hai lần. Như vậy nó còn hai lần. Như vậy câu C nhé các bạn, câu C các bạn giải ra nhá, câu C nhá.
Câu C các bạn thử giải ra xem là ra cái anh nào này. 93, 93 tức là z bằng 93 như vậy là nó sẽ là hai lần của n np 93 239 đấy, và nó tạo thành hai cái này đó, thay thay cái chỗ này vào thôi. Đó là cái bài tập số 2 các bạn nhé, bài tập số 2. Bài tập số 3, với bài tập số 3 này các bạn, với bài tập số 3 thì chúng ta sẽ có được là hoàn thành các phương trình phản ứng hạt nhân sau. Thì ở đây có những cái mà chúng ta để ý là ở đây có hai nguyên tố này, 3 với 1 là 4, 4 thì cái này là tất cả hai lần các bạn này. Đó, vậy thôi, cái này đơn giản ha. Ở đây thì tất cả những cái dấu ba chấm này các bạn này, dấu ba chấm này ta cứ đặt cái ba chấm này này là x z a đi ha, x z a đi. Vậy thì ở đây ta sẽ có được là 11, 11 cộng 2 là 13, 13 trừ 1 còn 12, 12 thì là z bằng 12, thì anh này là mg này này. Đó, cái này nhanh mà. 12 này. 23 với 4 27, 27 trừ 1 là 26, như vậy là còn là mg 2 12 26. Đó. Rồi ví dụ như là 5 cộng 1 là 6, 6 trừ 2 còn 4, 4 là beryllium. Ở đây là còn 4, 4 2 là 6. 10 với 1 11, 11 trừ 4 còn 7, như vậy là B47. Đây. Cái này đơn giản mà đúng không? Ở đây ta có được là trường hợp của câu D này. Câu D này thì ví dụ như là bình thường là 14 cộng 1, 14 cộng 1 chính là bằng z cộng 1, như vậy là z bằng 14 rồi nha. Rồi anh này là 30 với 2, 32, 32 trừ 1 còn 31, 31 như vậy anh này ở đây này. Ở đây là 14, 14 vẫn là SI. SI 14 31. Đấy. Rồi tương tự như vậy thì các anh này cũng thế thôi. 6 cộng 1 bằng 7, 7 với 7 về 0, 0 là giá trị 0 ở đây chính là n rồi các bạn này, n0. 2 với 12 với 2 14, 14 trừ 13 còn 1, như vậy n01 thôi. Cái này quen thuộc mà, đúng không? Rồi cái này là 39, 19 với 1 là 20, 20 trừ 21, như vậy là quả ở đây phải là trừ 1. Trừ 1 thì e ở đây là trừ 1. Trừ 1 thì ở đây là 41, 41 trừ 1 0. Đó, đây là chùm. Đây là chùm tia beta, beta trừ. Còn đây là chùm tia gamma. Đấy, đó là các bạn cũng để ý, đó là bài tập số số 3. Bài tập số 4. Phân rã tự nhiên thì ra một cái đồng vị thori là 9232 thì tạo ra một cái đồng vị bền là chỉ 82208. Đồng thời giải phóng một số hạt alpha và beta. Xác định số hạt alpha và beta trong quá trình phân rã hạt nhân trên. Thì cái này chúng ta sẽ có cái lưu ý đó là gì? Ta có được là cái phương trình phản ứng xảy ra. Hạt alpha này các bạn này, hạt alpha này nó chính là đồng vị heli 24. Hạt beta người ta nói gì á là chính là e trừ 10. Còn nếu như khi nào người ta nói hạt beta cộng thì lúc này chúng ta mới xác định ha. Như vậy ở đây ta có được là cái phản ứng này, phản ứng xảy ra lúc này là thori, này 90232. Thì cái anh này nó sẽ tạo ra được là PB chỉ 82208 cộng với hạt alpha heli 24, nhưng mà bao nhiêu hạt alpha ta chưa biết, ta chỉ xem như là x hạt đi, đúng không? Ta đi tìm số lượng mà. Cộng với y hạt là beta là trừ 10. Trừ 10. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có được là theo nguyên tắc của phản ứng hạt nhân thì ta sẽ được là 2 32 thì là bằng 208 cộng với 4x, 4x cộng với 0, à 0 y là 0. Thứ hai là 90 chính là bằng là 82 cộng với là 2x.
Cái này là trừ 1 nhân y là trừ y. Như vậy chúng ta sẽ giải giải cái phương trình này ra. Giải phương trình này ra thì ta sẽ được là giá trị là x bằng 6 và y bằng 4. X bằng 6 và y bằng 4. Người ta hỏi là gì? Xác định số hạt alpha và beta. Như vậy ta thay x bằng 6, y bằng 4 vào trong cái phương trình này, ta sẽ được là phương trình tổng quát thôi các bạn. 6 và 4. Như vậy là nó sẽ tạo thành là 6 hạt alpha và 4 hạt beta. Đấy, đó là cái câu số 4, cái dạng bài tập ha. Các bạn giới thiệu để các bạn nắm bắt qua. Đơn giản mà, đúng không? Câu số 5. Hoàn thành phương trình của sự biến đổi hạt nhân. Như vậy là đối với coban. Ở đây các bạn thấy là 27. 27 cộng 0 thì Z ở đây là 27 rồi. Z là 27 rồi. Đấy, thầy viết trong bên cạnh nha. 27, 59 với 1 thì A là 58 rồi. Mà 27 thì vẫn là CO các bạn. Sắt cô ba. Đấy, rồi cái anh này ta sẽ thay cái anh này này bằng là CO 27 50, cái xin lỗi là cái này là cộng 1, 59 với 1 là 60 các bạn nha. 60 nha, chứ không phải là 58. Xin lỗi, 60. Như vậy ở đây ta sẽ có được là 60. Vậy thì ở đây nó về Ni 28, 28 ở đây 27 thì ở đây chắc chắn là E trừ 1 rồi này. Đây là 60, 60 thì đây là 0 này. Đó. Như vậy dựa vào cái phương trình số 2 và phản ứng giữa CO với Cl2 tạo thành CO Cl2 này các bạn này. Thì cái phản ứng này các bạn thấy này, CO ban đầu CO thì sau phản ứng nó biến đổi thành chất khác vẫn là CO. Đó, cho biết điểm khác nhau. Như vậy là điểm khác nhau này. Thứ nhất là cái phản ứng số 2 là thuộc phản ứng hạt nhân vì phản ứng có sự biến đổi từ hạt nhân này sang hạt nhân của nguyên tố khác. Còn đối với cái phản ứng này là phản ứng ô xóa khử, có là có sự thay đổi số xóa. Nhưng mà không biến đổi về nguyên tố thì phản ứng này không thuộc phản ứng hạt nhân. Như vậy khác là có sự biến đổi hạt nhân từ nguyên tố này thành hạt nhân của nguyên tố khác. Và có cả một cái thì không. Đó là cái mà chúng ta phải lưu ý nắm bắt là được. Cái câu số 6 và câu số 7 đó là hai dạng bài tập về tính toán cái thời gian ha. Như vậy cái câu số 6 là một cái câu mà chúng ta tương đối là đơn giản, nó có hai cách để giải. Thầy hướng dẫn các bạn hai cách để giải để các bạn ấy chu kỳ bán rã là 19,5 19,4. Như vậy ta có được là T1 phần 2 bằng 19,4 này này. Đó, 5. Thì tí nữa cái thời gian ta tìm được cũng tính là đơn vị 5. 2 gam PB, như vậy là N0 là lượng chất ban đầu là 2 gam. Sau đó thì còn lại 250 gram, như vậy là NT bằng 250 gram. Hạ xin lỗi, 250 mg chính là bằng 0,25 gram. Đấy. Bây giờ là ta tìm cái thời gian là bao nhiêu. Vậy thì ở đây thầy có cái hướng dẫn thứ nhất là cái cách 1 này, cách 1 ta có thể sử dụng cách đơn giản. Cách đơn giản này không phải bài tập nào cũng áp dụng được các bạn nhá. Sở dĩ bài này áp dụng được là nó có lý do sau. Các bạn để ý này, ở đây là ban đầu là 2 gam. 2 gam thì chu kỳ bán hủy là thời gian để lượng chất mất đi một nửa, tức là giảm đi một nửa. Giảm đi một nửa tức là từ 2 gam mà về 1 gam thì nó là một cái chu kỳ bán hủy 1/2. Rồi. Theo một chu kỳ nữa là 1 thì về 0,5 gam, 0,5 gam thì thêm một cái T 1/2 nữa, đúng không? Từ 0,5 gam về 0,25 gam thì nó thêm một cái T 1/2 nữa. Như vậy, từ 2 gam về 0,25 gam. Đấy. Từ 2 gam về 0,25 gam thì cần 3 cái chu kỳ, như vậy là thời gian T chính là bằng 1 2 3, tức là 3 cái chu kỳ bán hủy nhân cho 19,4 là bằng 58,2 năm. Đấy.
Đó là cái phương. Còn cách thứ hai là ta dùng trực diện đối với phương trình thứ hai là ta cách hai ta dùng phương trình động học. Phương trình động học thì các bạn thấy là người ta cho chu kỳ bán hủy rồi. Vậy thì ta sẽ lập dùng cái phương trình là T 1 phần 2 chính là bằng ln 2 chia cho K. K là hàng số phóng xạ. Như vậy ta sẽ được K chính là bằng ln 2. Ln 2 là 0,693 chia cho T 1 phần 2 là 19,4. Đó, ta được cái giá trị đây là hàng số phóng xạ. Hàng phóng xạ sau đó ta dùng cái công thức là hàng số phóng xạ K bằng 1 chia T nhân cho ln của N0 chia NT. Suy ra được là T nó thời gian nó chính là bằng 1 chia K nhân ln của N0 chia NT. Ta thay số vào các bạn. 1 chia cho cái K chia cho K mà K này chính là bằng giá trị là 0,693 chia cho 19,4. Rồi nhân cho ln của lượng chất ban đầu là 2 chia lượng chất còn lại là 0,25 thì ta cũng được giá trị là 58,25. Như vậy ta sẽ có cái câu kết luận các bạn nhé, có một cái câu kết luận. Vậy để chuyển 2 gam chì, để có 2 gam chì còn lại 250 mg thì cần một khoảng thời gian là 58,25. Tương tự với bài tập số 7 thì nó cũng tương tự như bài tập số 6 thôi các bạn. Nó cũng tương tự như bài tập số 6 thôi. Thì ở đây bài tập số 7 này các bạn này. Mẫu than từ hang động núi đá vôi có 9,8 9,4. Như vậy 9,4 này là của cái mẫu than lấy ở hang động tỉnh Hòa Bình. Như vậy đây là NNT tại thời điểm lấy. Biết chu kỳ bán hủy là 1 năm 7 30, như vậy T 1 phần 2. Trong khí quyển có 15,3 phân hủy, như vậy là trong khí quyển là cái hàm lượng ban đầu là N0. Cái chỗ này người ta cho một cái nữa là đều tính với 1 gam carbon và xảy ra trong 1 giây, có nghĩa là gì? 9,4 phân hủy carbon 14 này cũng tương ứng như là người ta cho 9,4 gam các bạn. Như vậy ở đây ta sẽ có được là T 1 phần 2. T 1 phần 2 chính là bằng 57305. 57305. Và NT là cái thời điểm mà đang xét thì ta được cái này là 9,4 gam. Và NO là thời điểm ban đầu chính là 15,3 gam. Đó. Vậy thì ở đây ta cũng cũng vậy thôi, cũng giống như câu 6 thôi các bạn. Nếu ta xác định được cái chỗ này là giống như câu 6 thôi. Vậy thì ta sẽ có được là K chính là bằng ln 2 chia cho T 1 phần 2. Vậy ln 1 phần 2, K ln 2 là 0,693 chia cho là 5,730. Đấy, đó là ta được giá trị K. Vậy thì cũng từ cái công thức ở trên này này các bạn ấy, ta suy được công thức T. Như vậy ta được suy ra được là T bằng 1 chia K nhân ln của N0 chia NT. Và 1 chia cho cái giá trị này. Giá trị này chính là 0,693 trên 5,730 nhân cho ln của N0 là 15,3 chia cho 9,4 và nó xấp xỉ là 4.028 năm. 4.028 năm. Vậy thì bài toán người ta hỏi là gì? Người Việt cổ đại đã tạo ra mẫu than đó cách đây bao nhiêu năm? Như vậy là t thời gian tồn tại của nó đến đến hiện tại là 4.028 năm. Như vậy ta có thể kết luận này, vậy người Việt cổ đại, người Việt cổ đại là làm gì đây? Đã tạo ra mẫu than đó, đã tạo ra mẫu than đó cách đây khoảng 4.028 năm. Đấy, đó là một số
cái nội dung lý thuyết và một số dạng bài tập cơ bản của phản ứng hạt nhân thì thầy thu video để cho các bạn tự nghiên cứu, tự học, và hy vọng nó là một cái tài liệu tham khảo phù hợp đối với các bạn thi học sinh giỏi và các bạn học chương trình hóa lớp 10 giáo dục phổ thông 2018 học phần chuyên đề của phản ứng hạt nhân. Xin chào tất cả các bạn nhé.